xin chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện là Ngọng Thân Mến. mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 135 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều tác giả Nguyệt Quan qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. trước khi nghe truyện các bạn hãy để lại một like, một xe và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong truyện. các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị Khánh Duy xin chân thành cảm ơn và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây nói bình định đô trưởng man phản loạn đó là cục diện tất thắng dương lăng đem việc bình định phản nghịch lần lượt trình gửi thục vương phủ và kinh sư trong kinh thỉnh thoảng thường có tin tức gửi tới lưu cẩn đã nắm được đại cục triều chính đang không ngừng khuếch trương thế lực của mình đồng thời không ngừng tuyên bố các loại chính lệnh nghiễm nhiên là người có quyền lực trung khu nhất đối với việc này dương lăng hồn nhiên chẳng thèm để tâm hiện giờ dương lăng trong triều chẳng phải là kẻ ngốc kém cỏi hoàn toàn dựa vào thánh sủng mà những tên hoạn quan, hoạn gian, quấy nhiễu dậy sóng, oán than ở địa phương, chẳng chút căn cơ đã chẳng còn nằm trong mắt hắn nữa. Thế lực hiện tại của hắn kỳ thực là đang cùng bước tiến tới phát triển cùng với Lưu Cẩn. Lưu Cẩn lấy trung khu còn mạng lưới quan hệ và sức ảnh hưởng của hắn lại phủ khắp các nơi. Nhưng cùng lúc hắn cũng chẳng xa lánh hoàng đế. Cảm giác thân cận và sự tín nhiệm trong lòng hoàng đế đối với hắn đã giúp thế lực của hắn vững như bàn thạch, chẳng run sợ một ai. Như vậy, đối với việc đối phó Lưu Cẩn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc Dương Lăng chỉnh tấu đến chính Đức, lại nhân tiện gửi đi những thứ đại diện cho quyền lực và vũ lực của Đô Mân Trưởng Man như 80 mặt chống đồng, cờ hiệu thu được của man nhân, rồi vũ khí và cả vài tên trọng phạm của dân tộc A Thị, tất cả đều được đưa lên kinh thành. Dọc đường hắn giống chống khô chiêng, quốc uy vang dội. Lúc Bình Oa và thu phục Malacca hắn cũng chọn lựa những nhân vật mang đậm tính đại diện như chiến lợi phẩm và đầu đảng áp giải lên kinh. Đây là biểu thị sự tôn trọng đối với chính quyền trung ương, cũng là sự tôn trọng đối với hoàng đế chính Đức. Có thể tưởng tượng, một khi những tù nhân và chiến lợi phẩm này được đưa đến đối với một chính Đức ham chơi, ham công, hiếu chiến, phần ý nghĩa đấy còn nhìn hơn nhiều so với việc vui chơi cùng hắn. Tặng vài vật hiếm có để lấy lòng hắn, cả hai việc đều có thể làm, cho tiểu hoàng đế vui sướng và cảm thấy thân thiết Tuy hoàng đế ham chơi Thế nhưng lại không phải là không có đầu óc Cứ tiếp tục như thế Trong lòng của hắn Ai là trọng thần có thể dùng vào đại sự triều chính Ai là cận thần Chỉ để vui đùa, khuây khỏa Đương nhiên sẽ hình thành một khái niệm rõ rệt Những hành động xem ra tầm thường nhỏ nhặt này Đối với việc bình định địa phương Cổ vũ sĩ khí quân tâm Thiết lập quyền uy của hoàng đế chính Đức Càng có ý nghĩa quan trọng Khó mặt thành văn được Bình Hoa đã bắt đầu khởi binh từ thời của Thái Tổ Gia Gia Đến triều đại của Hoàng đế Chính Đức thì được giải quyết triệt để. Đô trưởng man lúc thuận lúc phản, hơn trong năm nay chưa từng dừng lại, đến triều Chính Đức thì được bình định. Phần công cán này khiến cho uy vọng của tiểu hoàng đế vừa mới kế vị đạt đến đỉnh cao nhất. Đối với võ sự, Dương Lăng chú ý đến thế sự xét đánh, tốc chiến tốc thắng, còn đối với văn trị, hắn lại cực kỳ cẩn trọng, trước tiên hắn không phải là một chính trị gia hợp pháp đối với quốc kế dân sinh, nhất là dân tình triều đại này sức sinh trưởng, tình hình phát triển các nơi, cho dù hắn có cố gắng để bù đắp thế nào, cũng không tài nào đuổi kịp các vị lão thần ở trong triều được. Lợi thế của hắn ở chỗ, hắn hiểu rõ phương hướng phát triển của lịch sử, chỉ cần xác định phương châm đúng đắn, các mục tiêu chính sách chi tiết ắt sẽ được tiến hành một cách bền vững. Cho dù trong quá trình đó có xảy ra sai sót, cũng có thể nhân nhượng được. Từ từ điều trị, không thể áp dụng cách cắt da xẻo thịt làm cho nguyên khí quốc gia bị tổn thương. Một số cải cách trong lịch sử được ghi chép trong sách sử chỉ vẹn vẹn vài câu nói mà thôi. Mà những câu nói đấy là dùng 10 năm, 20 năm, thậm chí là phải dùng thời gian lâu dài hơn nữa mới có thể hoàn thành, thấy được hiệu quả của nó. Thử nghĩ mà xem, cải cách nương thời cho dù hệ thống thống trị có tiên tiến, có hiệu quả hơn nữa, một lệnh cải chính, một sự biến động, cải cách chính sách ít nhất cũng cần có thời gian 10 năm để mà vận hành và phát triển. Mới có thể có được sự đồng thuận nhất trí của toàn thể dân chúng hắn cũng không dám mơ mộng có thể hoàn thành được trong tay của hắn vẻn vẹn thời gian ngắn ngủi chỉ có hai ba năm liền có thể thay đổi bộ mặt ngay được nếu như nếu như chỉ là một đặc khu một nơi có thể để cho hắn độc lập chi phối mà địa phận thì tương đối nhỏ văn hóa lạc hậu thế lực cản trở của thời đại cũ tương đối ít hắn chẳng lại có lòng tin trong thời gian ngắn có thể tạo nên kỳ tích được có điều dù cho có được sự tín nhiệm của hoàng đế chính đức thì liệu hoàng đế có đồng ý cho hắn làm như vậy hay không dù sao chính đức cũng là người cổ chịu bó buộc bởi quan điểm của thời đại này quan điểm này thường xuyên nhảy vào trong đầu của hắn khiến cho dương lăng một phen tim đập tai nóng thế nhưng tâm trạng bình phục lại hắn lại từ bỏ cái quan điểm vớ vẩn ấy khó rất khó điều chỉnh sai lầm trong quyết sách lịch sử để con thuyền to lớn này từ từ chuyển hướng vậy hoặc giả dạ, một hai trăm năm sau mới có thể thấy được ý nghĩa của những hành động hôm nay to lớn nhường nào còn những năm tháng bản thân còn sống, những thay đổi có thể trông thấy e rằng là cực kỳ hạn hẹp. Dương Lăng Hiểu, nền văn minh muốn phát triển thì cũng phải có quy tắc căn bản, những động thái cải cách hắn làm hoặc giả, chỉ là một hai phương diện cũng chẳng phải thủ đoạn duy nhất thay đổi sự cường yếu, phú bần của quốc gia và cải cách chính sách về mọi mặt được, nhưng sau khi nó được khuếch trương trong diện rộng sẽ thúc đẩy sự xuất hiện và tiến bộ của kỹ thuật và văn hóa tương quan. Kỹ thuật mới và văn hóa mới sẽ diễn hóa thêm nhiều lĩnh vực kỹ thuật và tri thức khác nữa giống như một tòa kim tự tháp từng bước một cải thiện nhu cầu phát triển thiết yếu để hoàn thiện một quốc gia quá trình này đích thực rất đưa dai dẳng cần có thời gian dài tương đối lâu dài nếu như có thể cho hắn một mảnh đất thi triển trong một phạm vi nhỏ thế thì tốc độ xây dựng toàn kim tự tháp bé nhỏ đấy sẽ tương đối nhanh chóng lấy đó làm ví dụ tham khảo từ đó nghiên cứu và trích lọc ra kinh nghiệm cùng tri thức thúc đẩy việc xây dựng kim tự tháp to lớn hơn. Nhưng hiện giờ Đại Minh chính là một tòa kim tự tháp vô cùng to lớn, bản thân thì ở trong tòa kim tự tháp khổng lồ này, hơn nữa còn đứng ở vị trí đỉnh ngọn, lại làm sao có thể hy vọng xây dựng một mô hình nhỏ khác bên cạnh nó được đây. Vốn dĩ Dương Lăng đã biết rõ, chẳng dám hy vọng lúc hắn còn sống có thể trông thấy được sự biến hóa to lớn thế nào, cũng có thể theo quyền lực ngày một to lớn, thứ hắn có thể chi phối cũng ngày một nhiều, dục vọng và khẩu vị của hắn mới có thể khiến cho hắn thường xuyên mơ mộng đến việc tăng nhanh tốc độ phát triển của lịch sử. Nhưng tất cả cứ tựa như một giấc mộng đẹp. Sau khi ngẫm nghĩ và nhìn lại thực tại, hắn chỉ đành thở dài một phen, chẳng dám làm ra hành động vượt mức quy định không phù hợp với thực tế. Là con người, suy nghĩ và dục vọng cứ không ngừng thay đổi. Nhiều lúc vừa dọn đến dương gia, nguyện vọng của hắn chỉ là mong muốn kiếm được một ít tài sản cho ông nương để nàng có thể sống thư thái một chút. Ai ngờ, ngày giờ hôm nay hắn lại đang đắn đo suy tư về vận mệnh và tương lai của một đất nước đây. Dương Lăng khẽ cười, vén màn kiệu xe nhìn ra ngoài, vẫn là một mảng xanh um tươi mát. Núi rừng trùng điệp, tử đằng quấn quanh, cảnh tượng này chợt nhìn thoáng qua đẹp vô cùng, xem nhiều rồi cũng khiến người ta có chút mệt mỏi. Đi trên núi mà có kiệu để ngồi đã là khó có, đương nhiên nó cũng chẳng rộng lớn gì. Không gian trong kiệu khá là nhỏ hẹp, Dương Lăng lại tựa người trở vào, theo đà lắc lư của kiệu, thỏa mãn thở dài. Hey, không nghĩ nhiều như vậy nữa Trước mắt ta thấy đến tháng 10 rồi Xem ra Trương Thiên Sư đã đúng Chẳng hiểu chỗ nào bị dò gì nữa đây Hai năm nay sinh mạng ta đại lán Xem chừng đã kéo dài không kỳ hạn thật rồi Cho tới thời điểm hiện tại Quân chính tử xuyên đều nắm ở trong tay ta Đồng hành trước sau trái phải Mấy chục nghìn đại quân Ta không tin kẻ nào có thể lấy mạng đồ của ta được Trong quân hiện tại Không ít sĩ tốt nhiễm dịch ngã bệnh Nhưng từ khi ta theo hán siêu luyện khí công Thượng thừa gia truyền cơ thể cũng ngày một rắn chắc hơn chẳng còn hở chút là ngã bệnh hở chút là ngã bệnh coi bộ cũng thật do ta buồn lo vô cớ thôi hải nhi thì đã sớm đầy tháng rồi không biết mập ốm thế nào đây chồng có sinh hay không đấy ừ, sau khi hồi kinh phải đi đón hai mẹ con liên nhi đến cùng thê tử hải nhi hưởng chút phúc thanh tịnh mới được Ê, hey, xì nhì ái nữ kiểu thêm mỹ thiếp ha <laughs> dương lăng nuốt nước miếng vui thích mà nghĩ đợi ta kéo ngã lưu đại quan nhân dứt khoát là một hồ gia an nhàn những cái ta biết đều nói ra cả rồi những cái cần làm ta cũng đã làm cả rồi cũng nên để cho bản thân hoàng đế tự mình lao tâm lao lực đi thôi có muốn cưỡng tranh thêm nhiều việc tí nữa cũng chưa hẳn là việc tốt đại nhân đến hành viện huyện nhung rồi sao dương lăng tỉnh dậy từ trong ảo tưởng kiệu dừng lại có người vén màn kiệu lên dương lăng cúi người bước ra từ trong kiệu trông thấy những quan viên quân chính địa phương đều đứng hầu ở bên ngoài có trung nhượng cận phong than tán tô ngự sử còn có lý sâm tống tiểu ái đều đến nghênh đón dương lang mỉm cười ra gặp các vị quan nhân cùng nhau đi vào trong thành đi đến huyện nha tạm thời đổi thành hành dinh không sai lão gia huyện đáng thương bị chen đến tít đằng sau trái lại cũng dễ bề chỗ y thu xếp lên rượu và thức ăn dương lang đơn giản dùng ít cơm canh cười hỏi trung nhượng cận nhị vương tử chiến sự của huyện Nhung bên này đã chuẩn bị đến đâu rồi? Lại nói, sau khi đánh hạ đô đô chạy, thì Dương Lăng liền hạ lệnh rời quân đến huyện Nhung, bắt tay vào công tác chuẩn bị cho các mục tác chiến với Cửu Ti Thành. Còn hắn thì ở lại chỗ cũ, yểm trợ cho Yên Cao Tài lo liệu hậu trường, củng cố khu chiếm lĩnh, tiêu diệt tất cả mầm mống. Đây là phần quan trọng nhất để tránh tình trạng phản pháo lập lại, kiến thiết luôn luôn khó hơn phá hoại. Đô đô trại là đại bản doanh của man nhân thế lực của họ ở đây phải nói là thâm căn cố đế một mặt quan phủ muốn đánh tan mô hình bộ tộc vốn có của họ thủ tiêu thổ ti tạo phản thống trị tù trưởng sắp xếp lưu quan đặt để quân doanh kiến lập cường dân đồng thời còn phải bài trừ dân chúng chịu quá áp bức của các bộ tộc khác báo thù trả đũa đem những người man quy thuận triều đình cùng với nam nữ lão ấu bắt được phân tán đi khắp các huyện những công việc này cần phải thao tác quá nhiều yên cao tài còn chưa chính thức nhận lệnh có Dương Lăng ngồi chấn thủ nên các quan viên bên dưới mới không dám lơ là Do đấy Dương Lăng đến muộn hơn các quan viên khác nửa tháng Dương Lăng dụng binh lập được công lớn diệt phỉ hơn trong năm nay chưa từng có Những quan viên đất thục hiện giờ đều tỏ ra khâm phục vạn phần đối với hắn Nhất là quả quyết do Dương Lăng đưa ra Không những không xuất hiện biểu hiện lo lắng quấy rối của bọn họ Bá tánh bổn địa càng trở nên ủng hộ và tín nhiệm quan phủ hơn Lúc ở Thành Tự Châu, khi bọn họ đưa lương thực đến, còn bị bá tánh thoá mạ. Nhưng khi chỉ huy bọn họ đến huyện Nhung, bá tánh lại nồng nhiệt hoan nghênh, nhất là những thổ ti tộc Tảng, Miêu, Khương, Di, không còn giờ trò phá hoại nữa. Hơn nữa còn thay những tàn binh giả yếu, đổi lại lang binh dũng mãnh, thiện chiến, hiệp trợ triều đình diệt phỉ. Những tù trưởng lĩnh binh được phái đi cũng không còn dương oai giữ võ, đối với các quan binh còn có chút khách sáo. Những biểu hiện chuyển biến này khiến cho phụ mẫu quan lại xưa nay thờ phụng chính sách binh bình định cảm thấy rất ư xúc động, càng tin phục Dương Lăng hơn. Vừa nghe Dương Lăng hỏi, phong tham chính lập tức hưng phấn đáp lời. Ờ, đại nhân yên tâm, chiếu theo lời căn dặn của ngài, việc chuẩn bị cho chiến sự đã được an bài ổn thỏa rồi. Chi phủ thành đô Ngưu Đại Lực, chi phủ tự châu Phùng Kiến Xuân còn có đồng chi thành đô Ngũ Văn Định phụ trách quân nhu. Nhiều quân đội tụ tập tại nơi này như vậy không phải là thiếu lương thực mà là lương thực không thể vận chuyển vào trong được trước kia nguyên nhân đánh thua trận một là do sân trại hiểm trở một là do lựa lương vận gian nan giờ thì tốt rồi quan phủ mô binh dân dịch dọc đường lại có nhiều bá tánh nhất là những vùng đã chịu áp bức kia có được đất đai toàn bộ gia đình còn sẽ đến chung tay giúp đỡ chỉ vẹn vẹn nửa ngày trời đục thông hai con đường toàn than và mộc than lương thực có thể vận chuyển trực tiếp từ nam quảng đến đây được tô ngự sử cũng vui vẻ nói sáu đại tộc lần này phái lang binh ước chừng là ba nghìn người <laughs> hiện giờ bọn họ tại đại doanh truyền ở trong rừng rậm ngăn chặn những bộ tộc người man nhỏ lẻ như mộc ái cao Hiến, đốc liên những người man đó số lượng ít đánh trận thì không giỏi nhưng lại phá hoại việc vận lương chỉ hai ba người là có thể khiến cho lương thực không thể động đậy nửa ngày trời có những làng binh tinh thông rừng rậm trợ chiến cũng giúp chúng ta một vấn đề lớn rồi. Dương Lăng nghe xong mỉm cười, rời mắt sang Tống Tiểu Ái. Hôn sự của Tống Tiểu Ái đã định tinh thần khí chất đó cũng khác hẳn so với bình thường. Trong đuôi mày khóe mắt đều hiện lên niềm vui kỳ lạ, đôi mắt cong cong cứ như đang mỉm cười vậy. Nàng tay thấy Dương Lăng nhìn mình cũng vội trả lời. Chiến thuật tâm lý mà đại nhân nói, mặt tướng cũng đã phái người man thuần phục, trà trộn vào trong núi. Tứ phía mà truyền tin, người man ở trên núi hiện giờ đã có khá nhiều người đóng vai ra cát võ hầu tái thế những tên này trời không sợ đất không sợ chỉ sợ khổng minh thôi giờ chưa động binh thì đã có hơn hai nghìn đào binh liên tục chạy ra khỏi núi tuy không có vị man tướng nào đầu hàng thế nhưng nghe nói nhiều kẻ đã nấm nấp lo sợ đắn đo do dự rồi mọi người nghe xong đều có tiếng cười vang chiêu này đối với người bên ngoài chắc không hiệu quả thế nhưng đối với những người man chưa khai hóa thì còn lợi hại hơn cả đau thương. Người man lên núi cũng chẳng phải có ý lừa gạt ai mà do Tống Tiểu Ái sai người vẽ rồng vẽ phượng giảng đạo một phen khiến cho bọn họ tin rằng Dương Lăng chính là gia cát võ hầu tái thế có khả năng bách chiến bách thắng thần cơ dự toán. Sau đấy lại thả đám người man bị tẩy não này đi lên trên núi làm cho tuyên truyền người man không bị mắc lừa mới là chuyện lạ. Dương Lăng cười nói Bình định tự châu tất cả những mưu kế sách lược này là nhờ vào sức lực mưu trí của mọi người cùng nghĩ cách ra ừ, kỳ thực nào phải bổn quan tinh thông như vậy có thể một tay bao biển hết tất thảy được đấy tuy nhiên bên phía hoàng thượng công lao của mọi người bổn quan sẽ không dành hết đâu a à, đại này chẳng có cơ hội xuống đại vương chỉ gì để cho các vị có thể thăng quan tiến chức được đâu ta chẳng lẽ còn đề mặt đi cướp công lao của mọi người tính lên đầu ta hay sao như vậy mới dọa được người hay sao Mọi người nghe xong cả phòng đều cười vang, chỉ có Chu Nhượng Cận đôi mày nhíu chặt, vẻ mặt không chút vui vẻ. Dương Lăng không khỏi thu lại nụ cười, vội vàng hỏi tới. Nhị Vương Tứ có tâm sự gì chăng? Chu nhật Cận nhìn hắn và chúng quan viên lướt mắt nhìn nhau một cái, khẽ thở dài. Đại nhân, đại quân triều đình càng thần dũng, tại hạ lại càng lo lắng. Tuy rằng man ra ngu dốt, thế nhưng hẳn cũng sẽ nhìn ra, chỉ dựa vào một tòa kiểu tiết thành, bọn họ sẽ không tài nào chống lại triều đình được. Bảng cáo thị chiêu hàng gửi lên trên núi đã ba lần rồi, thế nhưng A Đại đến nay vẫn không thèm để tâm. Lúc đầu gã chịu lấy tính mạng Vương Huynh ra ép chúng ta ra khỏi tự châu, chẳng lẽ bây giờ lại không thử dùng Vương Huynh để ép chúng ta lui binh hay sao? Tại rằng... Vừa dứt lời thì sắc mặt mọi người tức thì nghiêm nghị, vẻ mặt cười hoàn toàn đã biến mất. Dương Lăng trầm ngâm một hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói là bổn quan đánh giá cao trí tuệ của đám người man kia ta vốn cho rằng bọn chúng sẽ không dám làm hại tính mạng của thế tử e rằng thế tử lành ít dữ nhiều rồi đây là lỗi của bản quan chu Nhược cận vội cười nói hơn đại nhân đừng tự trách mình ban đầu yên đại nhân trách cứ là phái rằng sơn xã tắc đại minh ta không cho phép xâm phạm cho dù hoàng đế bị bắt đi cũng chưa từng cúi đầu trước man nhân há có thể vì tính mạng vương huynh được cá nhân một người mà lấy triều đình ra để trao đổi hay sao sau đó gã do dự một lúc bật bất chợt đứng dậy nói tại hạ chỉ còn cầu đại nhân vẫn mong khâm sai đại nhân có thể cho phép dương lăng vô cùng bất ngờ vội vàng đứng dậy nói nhị vương tử cho nên khách khí có chuyện gì cứ mời nói đi chu nhật cận nói lần này xuất binh kiểu ti thành ta vẫn xin đại nhân nhất định hãy cho tại hạ lãnh một đường binh thân chạm địch thù báo thủ cho vương huynh dương lăng còn chưa lên tiếng chúng quan viên đã mở ầm khuyên can đây không phải là chuyện đùa thế tử coi bộ là chết chắc rồi trước mắt chu nhượng cận là người kế thừa duy nhất của thục vương trên chiến trường đau thương không có mắt nếu chẳng may có tốt xấu gì đời của thục vương sẽ không còn người nối dõi nữa mọi người không ngừng khuyên can chu nhượng cận thì nghiêm nghị nói chư vị đại nhân không cần khuyên nữa về công bình định loạn tạc ba thục nhượng cận thân là vương tử ba thục nghĩa bất dung tử còn về tư vương huynh bị hại thân là huynh đệ đồng bào vì huynh báo thù nhượng cận lại tiếc rẻ thân này hay sao huống chi nhượng cận ta chẳng phải là tư sinh nhu nhược ta luyện đầy mình võ nghệ đối phó với người man còn thừa sức nữa là khác kìa mọi người thấy thái độ gã kiên quyết không thể khuyên răn liền lần lượt dùng ánh mắt cầu cứu dương lăng dương lăng suy nghĩ một lúc trong lòng bất chợt có tính toán bảo gã theo cũng không sao chỉ cần không để gã lên chiến trường là được rồi thế từ 10 phần hết tám chín phần đã chết để gã lập phần công lao tiến lên làm thế tử thuộc vương cũng là chuyện đương nhiên phải vậy nghĩ đến đây dương lang mỉm cười gật đầu nói được đất ba thục vốn dĩ là thuộc vương trị vì thế thì để cho nhị vương tử thay phụ thân bình định cửu ti thành đi cửu ti thành nằm ở sâu trong rừng núi cửu ti cách huyện tây nam hơn trăm dặm núi cao đồi dốc nham treo vách đứng rừng núi sâu rộng cỏ dại um tùm che khuất lối địa hình vô cùng hiểm áp man nhân dựa vào núi xưng vương xây dựng thành trì ở nơi đây nghe nói sau khi xây xong tòa thành không biết to lớn nhường nào dùng dây thừng đo đạc dây thừng dùng hết chỉ mới vây được một nửa nghĩ đi nghĩ lại quyết định đổi dùng tơ tằm đo lại từ đầu vẹn vẹn dùng hết chiến lượng tơ tằm cho nên người man mới đặt tên cho tòa kiểu ti thành là kiểu ti còn có người thì nói do đô trưởng man có chín cái họ nên xưng là kiểu ti thành kiểu ti thành lương nhiều tướng rộng dễ thủ khó công. Đều nói người man gian khổ, nhưng nghe nói trong cửu tiết thành bỏ dê thành đàn, lương thực thành núi, trên núi rộng lớn tùy ý chăn thả, săn bắn, còn mở rộng đất đai màu mỡ, mảnh đất này nếu vây mà không công, nó có thể thủ thành cả trăm năm cũng không thành vấn đề. Trong cửu tiết thành có người man A Đại tự xưng là đại vương, xây dựng vương cung trước có đại đô môn, tiểu đô môn qua khỏi đại vương cung, sau còn có kho và tê quan khẩu đại vương. Từ khi Lăng Tiểu Thành và Đô Đô chạy, liên tục thất thủ, A Đại ở Cửu Tuyết Thành đã rộng rãi cho đào chiến hào công sự, che chắn, phòng vệ nghiêm ngặt, gã và bảo đệ A Nhị, còn có tướng man thân tín là Phương Tam trấn thủ, hiệu xưng là Tam Hùng, tướng Đô trưởng man. Muốn vào trong Cửu Tuyết Thành, chính giữa có trường cốc dài, nếu quân đội tiến vào trong cốc, hai bên người man dùng đá nham tấn công, không đường thoái lui. Dương Lăng đến huyện Nhung liền bắt đầu tổ chức người ngựa thử công núi thậm chí chế xe một bánh có gỗ xéo trên đỉnh làm dù yểm hộ quân binh lên núi thế nhưng những thứ này đều không thể ứng phó được nếu người man ném đá từ trên cao xuống những tầng đá những nham thạch lớn liên tục công phá vài hôm tổn thất thảm thương mắt thấy cách này không ổn dương lăng tạm thời dừng công đích thân lên núi do thám địa hình dương lăng đứng ở một chỗ trên đỉnh núi cao trầm ngâm lặng im nhìn mây mù lách qua những ngọn núi cao hiểm trở một lúc sau hắn mới ngồi xuống một tảng đá lớn rồi trong mày nói núi này hung hiểm không dễ bắt lửa nếu như miễn cưỡng tấn công khó là khó ở hai vách cửu ti vừa hẹp vừa dài không biết phải tổn hao bao nhiêu người ngựa mới có thể công được vào trong đấy nếu như vậy mà không công được lương thảo trên núi nghèo nàn bốn mùa lại khí hậu khó lường đại quân không nơi đóng quân đã đành chỉ riêng về dầm mưa trứng xương đã có thể gây ra ôn dịch cho quân lính chúng ta một đường đến đây không có khó khăn nào là không kiên trì vượt qua được Chẳng lẽ chỉ còn cửa ải cuối cùng này thôi Là thật sự không thể qua hay sao đấy Tống Tiểu Ái cũng lên tiếng Đúng vậy Sĩ binh của đôi trưởng man ở kiểu Tiên thành này Tính hết ra cũng không qua đến 4.000 người đâu Nếu như thật sự đánh nhau Thì chẳng phải là đối thủ của 7 vạn đại quân triều đình ta đâu Vấn đề là làm sao Có thể đánh đến dưới chân của Kiều ti thành kia Hai vách núi này Thật cực chẳng đã Đã muốn đảo nó lên rồi Dương Lăng nghe xong gượng cười nói Lời nói bao hoa hùng hồn lúc trước chẳng ngờ tống tiểu ái lại ghi nhớ trong lòng thế nhưng xem hai đỉnh vách núi này cho dù dùng thuốc nổ thời hiện đại để công phá muốn nổ bằng nó cũng là chuyện khó huống hồ là đã đến việc đào rỗng nó đây chính vào lúc này chu nhượng cận đã dẫn theo một người hàm không có dâu mặt mày đỏ ửng leo từ dưới núi lên người đó thân thủ cường tráng leo núi như bay chu nhượng cận cũng mặt không đỏ hơi thở không gấp xem ra lời của gã hôm đấy là sự thật quả nhiên tinh thông một thân đầy võ nghệ chu nhận cận thấy dương lăng chắp tay nói đại nhân ngài đã nghĩ ra cái sách pha nuôi hay chưa dương lăng đứng dậy nghênh đón lắc lắc đầu khó kiểu ti thành này giống như một quả óc chó vậy chính là vỏ ngoài cứng cáp khó công phá nếu như công được vào trong thì trái lại chẳng còn gì đáng ngại nữa rồi đồng doanh quan hôm qua lại phải người đưa chiếu hàng cho a đại a đại chẳng có nửa lời hồi đáp trái lại còn gia tăng thủ quân ở hai vách núi coi bố là ngoan cố chống đây đến cùng rồi chu nhượng cận hiểu rõ ý của dương lăng thần sắc không khỏi buồn bã một lúc lâu sau mới chấn chỉnh lại tinh thần rồi nói đại nhân đây là vị bạn hữu tốt của ta một vị huynh đệ tộc di hắn tên là cát phan hắn và người man cũng làm ăn qua lại từng đuổi bò dê để đổi lấy chống đồng chế tác của người man nhiều lần đi qua con đường này hắn đã nói với ta ngoại trừ con đường này trong núi còn có một con đường tắt có thể đến được dưới chân cửu ti thành không biết có giúp ích gì cho đại nhân hay không đấy dương lăng tinh thần phấn chấn vợ vàng mời cát phan ngồi từng tận mà gặng hỏi tình hình tình hình phát triển như hiện nay phụ thân của cát phan xem thời xem thế sức ủng hộ triều đình cũng đã gia tăng cát phan ngõ tây vốn là nể tình bằng hữu mới theo y đến đây giờ trái lại thật lòng thật dạ mà muốn giúp đỡ quân binh vì tộc hạ lập phần công lao này tức thì cắt phan ngõ Tây từng tận kể lại phát hiện của mình Khi lên trên núi Cuối cùng rồi lên tiếng nói Con đường tắt này cũng ở trong cốc thôi Chống đồng người man chế tác rất tinh xáo Là bảo vật cực đắt tiền trong chư tộc Tây Nam Muốn đổi một cái chống đồng thượng áng Thì phải dùng nghìn con bò Ta từng đuổi một số lượng lớn dây bò vào núi Để giao dịch Bò dây không thuận đường Chạy lung tung Trong bụi có mới giúp ta phát hiện ra con đường tắt này Tuy nhiên con đường này khá kín đáo từ trên thì có thể phát hiện có người ra vào nhưng cực kỳ là khó đi e rằng phải hai ba trăm người đi qua thì khó tránh khỏi để lộ hành tung kia vào trong rồi cũng không giành được quan ái dương long nghe xong cảm thấy hơi nhụt chí thế nhưng dù sao cũng là một tia hy vọng hắn để cắt phăng bát tây cầm lấy cục đá vẽ ra bản đồ trên mặt đất giảng giải qua lại vài lần cho đến khi nhớ hết địa hình trong lòng lúc này mới gật gật đầu suy ngẫm một lúc rồi lại chậm rãi lắc đầu chu nhượng cận thì hắn có vẻ vẫn chưa nghĩ ra cách liền nói ta và huynh đệ cắt phan xuống núi đi giáo xem xem có thể nghĩ ra cách nào khác hay không được các ngươi dẫn thêm người đi phải cẩn thận một chút vào dương lăng tiến họ đi lại quay về ngồi vào tảng đá nâng cằm nhìn sân cốc một cách đờ đẫn dựa vào con đường chính để lên núi không thể được từ con đường nhỏ mà vào không bị phát hiện nhưng số lượng có hạn man tử thủ quan chỉ ít cũng phải nhìn người tập kích bất ngờ cũng khó đánh hạ. Hai bên hiểm yếu là không thể chờ mình cắt bỏ hơn ngàn quân man ở hai vách núi giúp quân ta đi qua. Hey, cũng không xong được, không được, không được. Rời á. Dương Lăng mặt mày nhăn nhó thở dài, vừa nghiêng đầu, bỗng nhiên nhìn thấy Tống Tiểu Ái ngồi sổm ở bên cạnh hắn. Cũng hai tay nâng cầm, một cặp mắt to tròn cứ đăm đăm nhìn về sân cốc xuất thần. Hai tay của nàng kéo mặt và môi xuống có chút biến dạng, trông thật là trẻ con. Dương Lăng là nghĩ chuyện tâm sự, nghĩ đến xuất thần, thế nhưng rõ ràng có thể trông thấy. Tống Tiểu Ái chẳng có việc gì, ngồi ở đấy, chán đến nỗi xuất thần, Dương Lăng không khỏi phì cười một cái. Ờ, sao vậy? Tống Tiểu Ái nheo cặp mắt trong suốt thiếu kỳ, nhìn hắn một cái, Dương Lăng cười lên tiếng. Cô cảm thấy ở đây không có ý nghĩa, thì đi ra ngoài đi dạo một chút đi. Bên cạnh ta còn nhiều binh mã như vậy, cũng chẳng cần cô ở bên cạnh đâu, mà hắn siêu đâu rồi? ta không có người nữa từ lúc lý phó soái đến đây binh mã của ta hoàn toàn giao qua đó hết rồi tinh binh do bản thân ta dẫn theo thì vượt núi vượt rừng cho nên để cho tiểu ngũ chia làm trăm mười tổ tất cả đều dẫn đi dò thám tình hình rồi giờ ta một mình có thể đi đâu được đây trong lòng dương lăng chợt sáng lên đột ngột nhảy phát xuống nham thạch nhìn chằm chằm tống tiểu ái hai mắt sáng rỡ từng bước cáp sát cười nói cô cô vừa mới nói cái gì người của cô chưa làm trăm mười tổ tất cả đều phải đi hết rồi Cô không còn người ở cùng hay sao ừ, Đây 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 chẳng phải Là nụ cười dâm đãng ngó sắc đi sao Tống tiểu ái có chút nổi cáo Nàng tim đập nhanh Giọng run run hỏi Phải đúng vậy Đại nhân người muốn làm gì vậy Nàng ta vừa lùi vừa nói Tay thì không biết đã cầm vào cán đao từ lúc nào Trên đỉnh núi Truyền đến tiếng cười cản rỡ của Dương Lăng Tiếng cười vọng lại từ các dãy núi Vang vọng cũng thật giống như tiếng sói chu vậy 5 ngày sau, tham tướng Lý Trạch xóa lĩnh quân đội rời khỏi huyện Nhung. Binh chia làm mấy đường ra khỏi ấn Bá Sơn rồi lại vòng qua phía Tây cắt qua lã cáo ô mông thừa Nga. Còn tham tướng Lâm Anh Viễn bộ binh ra khỏi cốc bạo đuổi đến Nam Bộ đóng quân ở Đương Mang, Việt Tây. Tướng quân du kích thôi quý thì lui từ Đông Bắc xuống núi Cửu Ti. Tây Bắc do sử tiêu hoành chỉ huy binh lính xuất phát. Kim kia lĩnh thì ra cho 6 tộc lăng binh đứng quân các bộ phận binh lính Dương Lăng, Lý Sâm, Tống Tiểu Ái trời tối vượt núi, năm đường đại quân nối liền như sâu chuỗi, chậm nhanh tương ứng, hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp trung sức, làm ra tư thế có thể tấn công bất kỳ một hướng nào. Tam hùng tướng Đô Trưởng Man cũng điều binh khiển tướng, phân chia đóng quân ở các nơi hiểm yếu, làm ra một dạng phòng địch ở ngoài Kiều Ti Thành, Kiều Ti Sơn. Các đường binh mã đi đường xa xôi còn chưa công đến phụ cận Kiều Ti Thành, người làm chủ công như Dương Lăng đã giao phong với quân Man thủ bị cận quốc canh lấy người ngựa bản bộ làm tiên phong gắng sức công núi hết mình ác chiến với man binh sau khi quân binh lui khỏi lại rơi vào hơn 10 đạo hàng rào trong tay của man nhân sau đấy lại rơi trở lại vào tay của quân binh quân man lần nữa lui vào thủ hai phách cửu thi sơn quân binh công núi man phỉ dùng cường cung nỏ cứng vạn tên cùng bắn lẫm liệt như điện rơi không ngừng quân binh lại đổi xe rủ gỗ man phỉ đổi đá lớn gỗ cháy để chấn áp quan binh lại lui về song phương một lần nữa rơi vào trạng thái giằng co lúc này các đường binh mã tiến công đường vòng đã lần lượt đến gần cửu ti sơn cửu ti thành cố gắng xuất tinh binh phân thủ các đường lấy một trợ trăm quan binh tiến thêm cũng phải trả giá bằng nhiều thi thể giải giáp thương vong cực lớn quan binh lại chìm vào giai đoạn bị vây hãm khó tiến công a đại vương thở phào một hơi thế nhưng vẫn không dám khinh xuất các đường quân thủ sơn nghiêm nghị đại lệnh hai bên mệt mỏi bất kham hai ngày nay bỗng dưng trở lại mưa sau cơn mưa rầm sương dày đặc a đại biết quân binh không thích nghi được với thời tiết chỉ cần kiên trì thêm hai ngày Quân binh ắt sẽ lùi binh thế là phái người đưa rượu thịt cho quân coi giữ tại các cửa hải hiểm yếu khao tam quân trông có vẻ như phần thắng đã nắm chắc ở trong tay mưa xuống quả nhiên quân binh lui đi một ít trên nơi cao nhất của doanh trại liên tiếp hai ngày không có cuộc phát động tấn công nào trong đêm đấy mưa dầm mù mịt Dương Lăng chọn ra 700 dũng sĩ từ trong lăng quân của Tống Tiểu Ái. Do Ngô Hán Siêu cắt phan ngựa Tây dẫn binh. Người người eo thắt dây thừng, vai đeo cương đao. Giày rơm ở dưới chân, ngậm cây ở trong miệng, lặng lẽ chìm vào màn đêm. Sương mưa mù mịt, đã là giữa đêm. Nếu muốn công núi thì rõ ràng là tự tìm đường chết. Các lộ quân man giết bỏ giết dê, yên tâm uống rượu. Thế nhưng vẫn phái rất nhiều cảnh vệ. Tuy nhiên sắc đêm sương xuống mông lung, đầu cuối chẳng thấy động tĩnh quân binh đâu cả. Cát Văn qua Tây dẫn theo 700 trăm binh ngậm tâm mà đến, leo nhanh, hiểm trợ nhau mà lên, lấy sắc đêm, sương mưa để che chắn, lặng lẽ đi qua hai vách núi Cửu Ti. Trời còn chưa sáng, 700 trăm dũng sĩ đã đến dưới chân Cửu Ti Thành. bọn họ ẩn nấp trong rừng, lặng lẽ nghỉ ngơi, chờ đợi thời khắc quy định đến, đồng thời chuẩn bị thêm một số thứ. Hiện tại Cửu Ti Thành đã trở thành một quả ốc chó thật sự. Bảy vạn đại quân của Dương Lăng chia thành năm lộ, đã dũ hết toàn quân chủ lực của Man Nhân đi, phân bổ ở các cửaải hiểm yếu. Những man nhân thủ thành ngoại trừ phụ nữ người già và trẻ nhỏ Những dũng sĩ còn lại cũng không còn nhiều Trời vừa tầm ở sáng Thời khắc dạng sáng là lúc mọi người buồn ngủ nhất Bên ngoài lại không có chút đồng tĩnh nào Quân thủ thành đang ngã nghiêng ngã ngửa Muốn yên tâm đi ngủ Mấy trăm cái móc sắt Cùng đồng loạt móc lên trên từng thành Từng tên lăng binh cùng lúc bám bỏ lên trên như linh vượn vậy Tiếng hò giết Giết chóc vang rèn trời Bọn man tử hoảng loạn nhảy lên không biết từ đâu truy ra nhiều kẻ địch như vậy. Điều đáng sợ hơn nữa là những người này căn bản không thấy đường, người nào người nấy đều mặc áo hoa văn xanh lá quái dị, trên đầu đội mũ của quái, trên mặt còn vẽ những đường vằn giống hệt như lúc bái tế cầu phúc, thầy chư tà đóng giả làm thần ích vậy. Thần ích ở trong lòng đám người man có một vị trí vô cùng thần thánh. Những man tử chưa rõ đầu đuôi tình hình, không dám đối kháng với chục nghìn quân binh, càng không dám đồng thủ với thần thánh Đợi khi bọn họ nhìn rõ đám thần linh này Cũng phải dùng đao để giết người Cũng biết đổ máu tử vong Đợi đến khi lấy ngộ được thần linh này 10 phần thì hết 8-9 phần là do quân binh đóng giả Thì đại thế đã mất 300 man binh tinh nhuệ còn lại Thủ thành bị giết đến tơi bời tan tác Những lão binh giả yếu Thì tức thì giải tán hết Những lăng binh này cũng chẳng vội đuổi theo Vừa châm lửa đốt chạy Vừa cấp bóc khắp nơi Những quân binh các phía vây thành đến thời khắc chỉ định thì cùng nhau công kích vào thành. Lần này bọn họ không những toàn lực cướp công, hơn nữa trong quân toàn dùng chống đồng lớn của người Man trợ uy. Đại biểu việc chống đồng của chiến thần Chi Linh đã vang lên trong quân doanh kẻ địch, khiến cho không ít quân Man trở nên lo lắng sợ hãi. Trước đó quân binh đã học vài câu tiếng Man, lúc này cũng đồng thanh mà hò hét. Gia cát võ hổ tác pháp, thiên thần đã vứt bỏ các ngươi, mau mau bỏ giới xin hàng, cửu ti thành đã bị công phá rồi quay nhìn về phía cửu ti thành quả nhiên một làn khói nồng nặc xông lên vốn dĩ là chống đồng thúc dục sĩ khí quân tâm lúc này lại khiến cho người ta nghe thấy mà hốt hoảng tâm hồn người hán mời được ra cắt lượng cửu ti thành cũng bị phá trận này làm sao mà đánh tiếp đây các lộ quân man không còn nghe theo sự chỉ huy của tướng man nữa vắt giò lên cổ mà chạy tan tác mười cửa ải hiểm yếu chỉ ít có tám không công mà tự phá khắp núi đồi đều là cảnh quân binh đuổi giết và man binh tháo chạy quân man trên hai vách núi cửu ti chỉ chống chọi được thêm một lúc nữa chống đồng phía trước vang lên ánh lửa hậu trại chỗi dậy những đá tảng lôi mộc được ném xuống cũng dần vơi quan binh giống chống dậy tinh thần xông qua hai vách cửu ti giết về bốn doanh của cửu ti thành man nhân đại bại quan binh tiến vào cửu ti một mặt phóng hỏa đốt nhà một mặt xua quân chém giết a đại vương nghe tin cấp báo liền kinh hoàng khó hiểu gã mặc chiếc long bào vương miện tự chế múa may đại đao đích thân xóa lĩnh tâm phúc tử sĩ xông ra ngoài đại vương điện nghênh địch ngặt một nỗi người của gã tuy hung hãn thế nhưng không thể chịu nổi quan binh quân minh như ông chen trúc tới từ dạng sáng giết đến giữa trưa a đại vương đã lui về thủ tê quan khẩu lúc này trong thành nơi nơi đều là ánh hỏa quan binh đốt cả nhà kho đại vương bên trong đó chất đầy lương thực thóc ngô chất cao như núi lương thực bị cháy cũng xem như a đại vương mời thần oa nhập thân đoạt về cửu ty thành cũng không tài nào kiên trì cố thủ ở đây nữa. Lúc này, vương miện của A Đại Vương không thấy đâu nữa, long bào trên người cũng rách nát thành từng sợi. Mắt thấy kho Đại Vương bị lửa thiêu hừng hực, A Đại Vương lệ tuôn đầy mặt. Đành lĩnh tàn binh bỏ thành tháo chạy ra khỏi tê quan khẩu, tháo chạy vào trong rừng rậm thâm sâu. Lúc Dương Lăng và các chủ tướng nhị vương tử Lý Sâm đuổi đến kiểu tiết thành, kho Đại Vương vẫn còn bốc lửa hừng hực. Những kẻ còn phản kháng trong thành không còn nhiều, quan binh đang thu nạp tù binh. Kiều Ti Thành là sào huyệt của A Đại Vương chiếm đóng nhiều năm qua. Trong Đại Vương Điện có không ít vàng bạc và vũ khí đều bị đám quan binh vơ vét lên người. Vì thế tuy là người nào người ấy toàn thân đẫm máu. Thế nhưng đại chiến vừa xong, thân thể nhiều người đã chọn chính đi rất nhiều. Không ngờ trong Đại Vương Điện còn có đồ sứ tượng hạng từ Trấn Cảnh Đức. Có thể thấy rằng A Đại Vương tuy là man nhân, trái lại y rất biết thưởng thức, biết xem hàng. Chỉ đáng tiếc gã man nhân biết coi hàng đám quân minh kia thì lại không. Những thứ đồ sứ chân quý mỏng manh như giấy, màu sắc như ngọc kia phần lớn đều bị đám loạn binh ném để bể nát hết cả. Dương Lang đứng trên đại điện đã bị cướp đến chống chân, hạ lệnh nói: "A đại, a nhị, phương tam, chẳng bắt được tên nào, lập tức lệnh quan binh lục soát truy kích, các trạm kiểm soát ở những nơi trọng yếu phải giả soát thật cẩn thận, không để tên nào chạy thoát được." Chu Nhượng Cận theo sát sau lưng nói mau dẫn tướng man của cửu ti thành lên đây lập tức tiến hành thẩm tra ta nhất định phải tìm ra tung tích của vương huynh ta dương lăng thẩm kêu lên một tiếng hổ thẹn Ê hey, chuyện vụn phạt này ta lại quên mất rồi thế là vội vã gọi ngũ hán siêu tống tiểu ái đi dẫn người đến thông qua một phen tra khảo ngũ hán siêu dẫn theo một chuỗi dài tù binh vào điện dương lăng vốn muốn ngồi xuống tra hỏi thế nhưng quay đầu lại nhìn thì thấy vì A Đại Vương học làm hoàng đế cũng thật là đầy đủ, trong đại vương điện ngoại trừ thạch đầu làm ghế đại vương ra một cái bàn nhỏ cũng tìm chẳng được nhìn kỹ cái ghế dựa bằng đá kia bên trên còn đầy dấu nậy chắc hẳn bên trên có cần đá quý châu báu bị bọn loạn binh cướp mất rồi thế nhưng dù sao trên ghế cũng khắc hình con rồng mà tuy nói thủ công điêu khắc hơi tệ tướng mạo rồng thạch hơi sầm dương lăng cũng chẳng muốn để người ta có cớ để mà nói đành phải đứng trong điện gọi người dùng tiếng man cho hỏi các tướng man nghe thấy đều im thiên thiết dương lăng sang người hỏi tới lui hai lần chu nhận cận điên lên hét các ngươi các ngươi còn không mau khai ra tung tích của vương huynh ta ta sẽ lôi hết các ngươi ra chém đầu có một man nhân tuổi tác tương đối cao ấp ba à, ấp úng nói được vài câu sau đấy nhắm mắt khinh miệt quay đầu đi dương lăng hỏi hắn nói cái gì vậy sĩ binh kia hiểu tướng man miệng mồm ấp úng nửa ngày trời mới nhát được nói a, 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 ông ta ông ta nói ông ta nói triều đình nhân cơ hội diệt bọn họ mượn cớ cộng núi thế tử đã sớm được người hán của gia cát lưỡng, cứu đi mất rồi vậy mà vẫn mạnh miệng nói là nằm ở trong tay bọn họ sao cái gì dương lăng và chu Nhượng cận cùng biến sắc đồng loạt tiến lên trước làm cho tên tiểu binh ngã về sau hai bước bị người của ta cứu đi rồi sao lúc nào vậy sĩ binh đó lại dùng tiếng man hỏi tướng man vài câu truy vấn uy bức một phen tướng man mới trả lời tin tức đồ đôi chạy bị công phá truyền đến a đại vương liền muốn dùng thiết tử đổ lấy sự an toàn của kiều tuyết thành thế nhưng người hán các người đã cứu hắn ra sau đó lại phải người lên trên núi kiếm bọn ta đòi người đầy rõ ràng là lấy cớ để tiêu diệt bọn ta mà dương lăng và chu nhật cận nghe xong ngơ ngác nhìn nhau nửa ngày trời chu nhật cận mới lắp bắp nói đại đại nhân có thật ngài đã cứu vương huynh ta không ta không có Dương Lăng cảm thấy khó hiểu, chợt lại liếc thấy Tống Tiểu Ái, cô gái nhỏ này vẻ mặt đầy sùng bái, Dương Lăng không khỏi vừa thấy bực vừa thấy buồn cười, hắn lập tức giận chân nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, ta cũng đâu có biết bay, làm sao mò được vào Cửu Tiết Thành mà cứu người ra đây hả?" Thế nhưng, nhưng từ khi Đô Đô chạy bị tiêu diệt, đến thời điểm này đã gần được một tháng rồi. Nếu như Vương Huynh được cứu, tại sao không tìm chúng ta đây? Tại sao phía quan phủ không có chút tin tức gì? Đại nhân, người nhất định phải giúp ta tìm ra Vương Huynh. Chu Nhượng Cận vừa mừng vừa sốt ruột nói. Dương Lăng gật gật đầu, bất chợt hắn nhớ ra vừa rồi dậm chân xuống đất có điều lạ thường, hắn cúi đầu nhìn nhìn, thoát cái cúi người nằm xuống. Mọi người hiếu kỳ nhìn động thái của Dương Lăng, chỉ thấy Dương Lăng kệ lên một đống bùi nhùi và sứ vụn, tỉ mỉ quan sát một lúc, đột nhiên kinh sợ mà kêu lên. Gạch vàng, đây đây chính là gạch vàng. Một tên sĩ binh bên cạnh nghe xong tức thì đau khổ nhắm tịt mắt lại, hai cái vòng bạc đang ôm trong người thì đáng giá bao nhiêu tiền đây, biết đó là gạch vàng ta đã cậy một mảnh lên giấu đi còn phải làm nính nữa hay sao gạch vàng sao tống tiểu ái cũng hiếu kỳ ngồi xuống rút đao ra dùng cán đao gõ gõ mặt đất rồi nói không phải vàng cũng chẳng phải gỗ không giống vàng đại nhân à dương lăng cậy lấy viên gạch to lớn trơn bóng nhẵn mịn hai mắt xuất thần lẩm bẩm không sai đây là gạch vàng là ngự gạch chỉ có kim loan điện mới được trang bị thì ra nơi đây thì ra là nơi đây thì ra là vậy Gã đại vương này cũng học hỏi khá đầy đủ đấy chứ Mọi người chẳng ai biết hắn đang lầm bẩm cái gì Nhưng đều biết được đây là gạch vàng Dám dùng ngựa gạch của hoàng đế Gã đại vương này cũng thật xem bản thân là hoàng đế thật thụ rồi sao Gã sĩ binh thống khổ khó hiểu kia Cũng nhanh chóng bay từ địa ngục lên thiên đàng Gã mãn nguyện ôm hai chiếc vòng bạc dày cộm ở trong lòng Thở phào nói Thế này là đủ rồi, là tốt rồi thì ra những viên gạch này là do A Đại Vương muốn làm hoàng đế nên đã bỏ ra một số vàng lớn để mà mua. Nói như vậy, Thục Hiền Vương tạo phản đúng là giả dối hư ảo. Cũng phải, người của sưởng vệ nếu như nghe ngóng được phía tứ xuyên có người mua bán gạch vàng, ý niệm đầu tiên hiển nhiên là Thục Vương tạo phản. Ai mà ngờ được, đó là do tù trưởng Đô Trưởng Man mua đây. Giờ thì tốt rồi, giải quyết xong vấn đề, cũng xem như có thể về kinh báo cáo kết quả để Hoàng thượng yên tâm. Dương Lang nghĩ đến đây trong lòng vui mừng khôn xiết nhưng hắn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn, các quan trong điện hiển nhiên không ai quan tâm đến vấn đề gạch vàng. Tự chế đại kiệu, ô vàng, áo xà, tự mình xưng vương, những điều này đã là tạo phản rồi, cộng thêm việc thu mua gạch vàng thì có là gì đây? Vấn đề là thế tử thục vương đang ở đâu kìa? Lúc này Dương Lăng mới nhớ ra vấn đề mọi người đang quan tâm, hắn ngượng nghịu cười một cái, đang muốn can dặn người đi lục soát toàn thành, bất chợt thư quý áp giải vài người hán xông vào trong điện, lớn tiếng mà nói: khởi bẩm đại vương, những người này là sân tạc lưu dân sống dựa vào người man bị bọn ta bắt được thì nói có đại sự vô cùng quan trọng cần khởi bấm với khẩm không sai đại nhân ga nói xong rồi thì nhấc chân đá vào mông một tên mắng chỉ nói mà hẹ kiếp cái tên tiểu tử này cái con mẹ nó chưa uy hiếp ta Nói là chậm chế đại sự ta đảm đương không nổi ta dắt bọn chúng đến cho đại nhân xem nếu không có việc gì quan trọng chắc chắn sẽ chặt hết mấy cái đầu rùa này cho mà xem Dương Lăng nhìn mấy người Hán đấy, y phục mặc trên người vừa giống Hán lại vừa giống Man, thế nhưng diện mạo ngũ quan rõ ràng là người Hán, trong lòng hắn chật động, liền tiến lên phía trước hỏi: "Ta là không sai Dương Lăng, mà các ngươi muốn gặp, các ngươi có chuyện gì cần bẩm báo với ta sao?" Mấy tên bị bắt nhìn nhìn trên dưới người Dương Lăng, lại nhìn đám quan trái phải vây quanh, lúc này mới tin. Tên dẫn đầu vội vàng quỳ gối xuống khấu đầu nói: "Vương Nhị Cẩu Nhi không biết người này là ai, thế nhưng dù sao ai trong ngôi nhà này nói thì gã cũng phải nghe vội vàng đáp lời dẫn mọi người ra khỏi đại vương điện rẽ ngang rẽ dọc vòng đến nơi bọn họ trú ngụ dọc đường nghe mấy người này nói mọi người cũng sơ lược hiểu được tình hình thì ra thế tử chu nhượng hủ bị a đại vương giả ý mời gọi y đàm phán dụ y vào trong núi bắt làm con tin trái lại cũng khá xem trọng vị phạm nhân này hy vọng vơ vét được một món hời lớn từ chân người của thế tử hắn ta cảm thấy những người coi ngục đều là người man không biết tiếng hán cho nên cố tình tìm vào người Hán, phạm án, chạy lên núi, đi hầu hạ người. Chứ theo cách nói của bọn họ, tiểu vương gia đó là người tài học, uyên thâm, rất biết giáo hóa, thường xuyên nói đạo làm người, đối nhân xử thế cho bọn họ nghe, khiến bọn họ xúc động. Đợi khi lăng tiêu sơn thất thủ, đô đô chạy lại thất thủ, mấy người này lo sợ, cảm thấy tiểu vương gia nói rất có đạo lý, thế là được tiểu vương gia điểm hóa, lấy rượu chúc say man bên kênh khác cứu thoát đi ra, sau đấy giết chết người man đó, thi thể cũng được ném đi. Màn nhân tuy rằng kính cẩn nghe theo, thế nhưng không biết nói lời a dua su nịnh những người này miệng mồm lò so thường xuyên tăng bốc a đại vương như thần tiên, cho nên rất dư tín nhiệm bọn họ. Thông qua một phen quỷ biện của họ, a đại vương không ngờ chẳng chút nghi ngờ, huống hồ từng phái người lục soát nơi ở bọn họ cũng đích thị chẳng có gì đáng ngờ. Vừa hay tin dương lăng là gia cát khổng minh hạ phàm đã là truyền từ miệng người này sang người kia rồi truyền tới chân núi hai bên đối chiếu, mấy người hắn này cũng nhân cơ hội châm dầu vào lửa. Chuyện Dương Khổng Minh sử dụng ngũ quỷ vận chuyển đại pháp cứu thoát thế tử thuộc vương như ván đã đóng thuyền. Thế chẳng ai hoài nghi nữa, mấy người này sợ Tiểu Vương gia ẩn nấp trên núi đã bị gia thú ăn thịt, vội vàng lại lén lút đón về giấu ở trong hầm nhà. đám người Dương Long vừa nghe vừa đi theo họ vội vàng bước đi. Đến nơi mấy tên người hán vội xốc tấm gia thú hôi tanh lên kéo tấm ván gỗ rồi gọi to Tiểu Vương gia, không sai đại nhân bọn ta đến đón người. Mời người mau ra ngoài đi Một lúc sau Cái thang chuyển động Một gương mặt trắng bệch lộ diện từ trong động Nheo mắt mà nhìn mọi người Chu nhượng cận nhìn kỹ một cái Vui mừng mà hô lên Vương huynh, vương huynh, quả nhiên huynh còn sống Trời có mắt mà, trời có mắt mà Người đấy vẻ mặt thanh tú Cũng có bảy phần giống chu nhượng cận Chỉ có điều khí sắc hơi kém Lúc này y cũng nhìn rõ được chu nhượng cận Không kiềm được vui sướng thốt lên Cẩn đấy, Mọi người quả thật đã đến rồi sao Chu nhượng hủ ùa ra khỏi động Hai huynh đệ ôm chầm lấy nhau Không khỏi nước mắt giàn rụa. Nghe nói thế tử đã nhiều lần cảm hóa những người Hán ăn nhờ man tặc này Khiến chúng thất ngộ, xả thân cứu người Không biết thế tử rốt cục đã dùng cách nào Để điểm hóa đám tặc nhân này Buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật đấy Mấy người cùng đi bộ xuống núi Dương Lăng vừa đi vừa nói chuyện với Chu Nhượng Hủ đi bên cạnh Đã là ngày thứ ba A Đại Vương chạy đến sau Ngọc Bình Đôn thì bị Lăng binh bắt giữ. Để đề phòng vạn nhất, Dương Lăng đã không áp giải phạm nhân về kinh, trực tiếp chấm đầu trình lên kinh thành. Phương Tam chạy đến mẫu trư chạy cố chống đỡ, bị quân binh dùng tên bắn chết. Tam hùng tướng của đô trưởng Man từ nay chỉ còn lại A Nhị là không rõ tung tích. Dương Lăng thiết lập phủ vệ binh ở Cửu Ti thành, Quan binh và tù nhân dần rời khỏi núi, bọn họ là đám người ra khỏi núi sau cùng. Thế tử đã thay nho phục lúc này không chỉ là diện mạo tinh thần khí chất cũng giống hệt như chu nhượng cận chỉ là nhìn có vẻ già dặn hơn một chút tuổi tác tuy không lớn nhưng cũng có nét già dặn chín chắn hoặc giả là do trường tử trong nhà thường xuyên thay thục vương xử lý công vụ nên đã hình thành tật này chăng cũng vì vậy mà dương lăng không hỏi gì y cho đến khi cùng đi xuống núi tâm trạng mọi người rất thư thái dương lăng mới giả vờ vô ý hỏi câu hỏi luôn hiếu kỳ ở trong đầu chu nhượng hủ vẫn cái vẻ mặt nghiêm túc ít cười nói y nhẹ nhàng vút cằm thản như nói cũng chẳng có gì kể ra cũng phải cảm tạ khâm sai đại nhân cái ta dùng để điểm hóa mấy tên sân tạc không gì hơn là tiền vàng là mỹ nữ là công danh vốn dĩ bọn họ còn có chút do dự nhưng sau khi đại nhân công hạ đô đô cháy ít nhất ta lại có thêm một sinh máng thế là bọn họ đại triệt đại ngộ mà thôi dương Lang ngạc nhiên tức thì cất tiếng cười to thì ra thuộc vương thế tử cũng là người dễ gần như vậy Chuyện tự châu đã xong Một trong những người cuối cùng của tam hùng tướng đô trưởng man Là An Nhị chạy đến đại bàn khẩu Quý Châu Cũng bị thủ quân bắt lấy trảm tại chỗ Lấy thủ cấp chỉnh lên Phản loạn của đô trưởng man bị dương lăng Lấy thế lô đình vạn quân triệt để mà hóa giải Từ đó cũng khó lòng hình thành lại quy mô tạo phản Các bộ phận quân đội luận công ban thưởng Lần lượt trở về nơi đóng quân Triều đình cũng hạ ý chỉ chính thức bổ nhiệm yên cao tài làm tự châu lục huyện tuần phủ sứ tiết chế quân chính luật, phú học, chưa hạng, sự vụ địa phương. Dương Lăng hứa hẹn với Y, trong thời gian 3 năm, để Yên Cao Tài thống trị một phương, đợi sau 3 năm hết nhiệm kỳ sẽ phái quan viên thế chức cho Y, để cử Y vào kinh làm quan. Dương Lăng và Chu Nhượng Hủ, Chu Nhượng Cận cùng Tống Tiểu Ái quay về thành đô, Yên Tuần Phủ tiến đến một chỗ núi cao, Dương Lăng dừng ngựa, quay đầu nói. Yên Đại Nhân, tiến quân nghìn giám, cuối cùng cũng phải chia tay, sự vụ tự châu bận rốn, nơi nơi cần đại nhân phí sức lao tâm, mời ngài dừng bước cho. Yên cao tài mỉm cười vái chào, thoải mái nói, ừ, dạ vâng, thì chức cùng tiễn cầm sai đại nhân, thế tử, nhị vương tử, tống tổng binh và chư vị đại nhân. Dương Lăng khẽ mỉm cười, quay đầu cua roi quất ngựa, cha. Người ngựa, đại đội rời đi xa, quay đầu nhìn, Yên tuần phủ vẫn đứng trên đồi cao đưa tiễn, đang đi về phía trước, tống tiểu ái đột nhiên chỉ về vách núi bóng loáng ở đối diện sông vui mừng mà nói đại nhân ngài mau nhìn kìa dương lăng ngẩng đầu nhìn chỉ thấy một mặt đá xanh như gương có một chữ đỏ to đùng hành thư mạnh mẽ có lực bình man bi minh chính đức nguyên niên tháng 10 đã đến khâm sai tuần thú đại thần dương lăng thuộc vương tử chu nhượng cận đô chỉ huy sứ lý sâm bố chính sử tham chính bạc vương sơn đồng la lĩnh lăng Tư thành đô đô trại liên tiếp chiến tranh Thế như trẻ tre Đại quân hội sư tại cửu ti thành Lại nói À hay hay quá Chu hậu chiếu Tay cầm tin thắng trận cười vang Khẽ thôi Đánh thức đại nhân rồi kìa Đừng nhất tiên quay lại Lườm y một cái có chút không vừa lòng Ồ oh. Hoàng thượng chính đức thu lại nụ cười Gión ra gión rén bước tới gần Thấy bé con đang nằm ở trong nôi Hai bàn tay non nớt ôm lấy đầu vẫn ngủ rất ngon lành lên gật đầu hài lòng rồi nói ừ ừ bỏ tay ta ra thì tốt hơn chấm cứ thấy âu nương buộc thẳng hai tay con lại khi ngủ lại khó chịu khắp người còn thế này có phải tốt biết bao không đúng là nề mặt chấm thật đấy ha à, chấm cởi như thế mà cũng không tính đúng rồi chuyện gì mà vui vậy chẳng phải loạn dân thanh châu sơn đông gây rối hay sao đã dẹp xong rồi sao đừng nhất tiên dùng ngón tay nghịch bàn tay nhỏ nhắn của tiểu hầu gia nhà họ dương dù đang trong giấc mộng nhưng tiểu hồ gia nhà họ dương cũng rất tự nhiên cầm lấy ngón tay của nàng đường nhất tiên vì nó nắm chặt cũng không dám động đậy đầu không ngoảnh lại mà nói chắc là chưa dương khanh không ở đây chuyện này chấm giao cho lưu cẩn ngoài dương khanh ra cũng chỉ có khanh ấy là chấm có thể tin tưởng được thôi hoàng thượng người là chủ thiên hạ những chuyện nhỏ người cũng nên mất quan tâm một chút đi nhất tiên chấm thấy dương khanh nói rất đúng Chính vì là chủ thiên hạ Chấm mới không thể tự làm việc Nếu không chắc chấm mệt mà chết mất thôi Thiên hạ cũng không cai trị tốt Bách tính không hiểu Chấm cần biết nhìn người, biết dùng người Thì mới có thể làm một anh quân minh chủ được Nàng xem Chấm giao hết việc cho Dương Khanh Từ Bắc vào đến Nam, sáu phương tám hướng Chấm mới cái vị được có một năm Công lao quân sự hiển hách như thế này Có mấy vị hoàng đế bị được đây Nội chính do Lưu Cẩn quyết, hắn làm cũng rất tốt Thời gian này đánh trận liên miên Ngân khố trống rỗng, Hộ bộ chỉ biết kêu nghèo Cũng là khanh ấy thay chấm giải quyết Đang nghĩ rất nhiều rượu kế mới giải quyết xong vấn đề lớn này Chấm có canh tay phải Tay trái như thế mới nhận người được một chút kìa Đường nhất tiên định nói Thế nhưng lại thôi Nàng nói thầm Người đúng là ham chơi Cho người nắm triều đình Lo chính sự mà chả để tâm gì cá, Là còn tìm lắm lý do như vậy Đường nhất tiên thỉnh thoảng cũng nghe đến chuyện Lưu Cẩn lộng hành vô pháp Không phải nàng không muốn khuyên can Thế nhưng do du thần tử trung gian hiền ác nữ nhân nhúng tay vào chuyện triều chính là đại kỵ hơn nữa dương lăng với lưu cẩn quyền lực ngang nhau dù có nói thẳng hay khuyên can nhẹ nhàng để tránh đức chế ước phân quyền đối với lưu cẩn thì e rằng cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng tới dương lăng đừng nhất tiên chỉ đành giữ ở trong lòng chính đức chưa mặt bước đến nằm lấy tay kia của nàng rồi nói nàng đồng ý gả cho chấm sớm hơn thì chẳng phải chấm sẽ yên tâm hơn sao mỗi sáng lên chiều làm xong công việc sẽ quay về với nàng cùng nhau đánh đàn xáo, thời sáu ngâm thơ vẽ tranh cùng nhau cố gắng có một đứa con đường nhất tiên vốn nghe rất ngọt lòng nhưng nghe đến câu cuối thì mặt đỏ tưng bừng vội rút tay lại vỗ nhẹ lên vai của y căn phòng bỗng yên lặng trong chốc lát đường nhất tiên nhẹ nhàng vút ba đứa bé dưới ánh nhìn của chính đức lòng càng thêm xôn xao nàng nhìn tấu chương trong, tay chính đức nói lảng sang chuyện khác ngươi còn chưa nói rất cuộc là có chuyện gì mà vui đến vậy ồ oh, là chuyện tự châu tứ xuyên phản loạn đã được dẹp xem ra chấm lại phải tế miếu cáo tổ tông rồi thủ cấp của ba cường đáo đã được đưa đến kinh thành công tích vĩ đại của các tiên hoàng đại minh chưa hoàn thành cuối cùng cũng hoàn thành trong tay của chấm rồi nàng nói xem chấm có vui không nào hả vậy chắc dương đại nhân phải hồi kinh rồi chứ đừng nhất tiên đột nhiên bất ngờ nói lớn rồi lại vội vàng để nôi con yêu ngủ ngoan không phải gì gọi con đâu là gọi ba của con thôi nàng nói đến đây liền phì cười rồi lườm chính đức một cái sáng giọng chàng đặt cái tên này là gì đến giờ thiếp vẫn không thấy tự nhiên kìa có gì mà không tự nhiên chính đức dương dương tự đắc đứng dậy nói con nuôi của ta gặp người cao hơn nó một bậc dù y cũng là vương hậu công khanh thì đều phải cân tâm tình nguyện gọi nó là đại nhân hì phải không nào đại nhân đứa bé đã tỉnh mở đôi mắt trong suốt tận hưởng sự vút ve nhẹ nhàng của đường nhất tiên chính đức khấn ha hớn hở bước tới gần bỗng nhiên đứa trẻ khóc hòa lên không được rồi nào mau tìm mẹ cho nó đi chấm sẽ dỗ nó mau lên nhìn thấy thế chính đức tay chân lúng cúng nói đường nhất tiên vừa buồn cười vừa tức giận đánh nghi một cái rồi cũng vội vàng đứng dậy mà chạy đi chính đức đang học bọc tã bế trẻ con không phải chuyện chơi y cẩn thận ôm đứa trẻ trong lòng nhẹ nhàng lắc lư mà dỗ dành dương đại nhân ngoan dương đại nhân là ngoan nhất mà con để mặt chấm đừng khóc nữa có được không Thế nhưng Dương Đại Nhân chẳng thèm lời mặt, không những thế, lại còn gào to hơn. Đường Nhất Tiên chạy ra sân, vừa may gặp Cao Văn Tâm, thấy bộ dạng hớt hải của Cao Văn Tâm, cười hỏi Nhất Tiên, chạy nhanh như thế làm gì? Đường Nhất Tiên cười, thở gấp nói À, ah, ta đi tìm mẫu nương tỷ Đại Nhân tỉnh rồi, đang khóc kia kìa, hình như là đói sữa. Ồ, oh, à đúng rồi, Đại Thắng tứ xuyên diệt phí, Dương Đại Nhân sắp về Kinh Thành rồi. Đường Nhất Tiên vừa chạy vừa nói, vội vàng nói xong thông tin này liền rẽ qua khúc hành lang rồi biến mất. Cao Vân Tâm bị thông tin này làm cho chấn động, đôi chân mày hạnh phúc cũng rung lên. "Chàng, chàng sắp về rồi sao?" Cao Vân Tâm vẫn luôn đếm ngón tay qua ngày tháng, càng gần tháng 10, lòng của nàng càng lo lắng. Mấy tháng không gặp rồi, thế nhưng trong những giấc mơ gần đây lại tràn ngập hình bóng của chàng. Chàng ôm chặt lấy eo của nàng trên con thuyền nhỏ, dập dềnh trên những ngọn sóng xanh biếc một nụ hôn xe đắm ở nơi chảy xanh nước biếc liền thành một giải hơn nữa lúc nàng nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của ấu nương khi ôm đứa con mà chính tay nàng đỡ đẻ lòng của nàng liên miên mê mẩn niềm hạnh phúc làm mẹ làm vợ có người thương có người yêu nàng đều chưa từng được trải qua dương đại nhân vô tâm kia chỉ để lại một câu là đã đi đến phía nam mấy tháng dòng giã cả một mảnh thư cũng không viết cho nàng nghe người ta nói ở phương nam chàng không chỉ ngày đêm dẫn theo đại lâu nhi mà còn có một tiểu mỹ nhân của Phật Lang Cơ Quốc nữa. Hey, vạn kiểu phong tình của Khởi Vân, ta học không nổi, thế nhưng chẳng nhẽ lại không bằng cả một người con gái nước khác thì sao? Người phương Tây cũng không phải ta chưa từng gặp. Na na, Liễu Liễu cũng hay đến nhà, bọn họ mũi cao mắt xanh và sâu, nhìn cũng được. Nếu như ngủ trên gối nửa đêm mở mắt, chẳng phải dọa chết người hay sao? Cao Vân Tâm đang nghĩ đau xót thì nghe thấy một tiếng kêu rên của chính Đức Hoàng đế. Người đâu? Người đâu? dương đại nhân lại tè dầm lên người của ta rồi đây này Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 130 năm của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.